smartphone đầu tiên trên thế giới có camera trước ẩn trong màn hình. Để trang bị thiết kế không viền màn hình lên sản phẩm của mình, các hãng smartphone đã đưa ra nhiều giải pháp khác nhau, bao gồm màn hình tai thỏ để chừa lại một phần tai thỏ nhằm bố trí camera trước, hay màn hình giọt nước là một biến thể của màn hình tai thỏ hay gần đây là kiểu thiết kế thỏ thụt với camera trước được thụt vào bên trong máy và chỉ hiện ra khi cần dùng đến. Một số hãng khác như Samsung lại sử dụng giải pháp màn hình đục lỗ, với camera trước được bố trí ngay bên trong màn hình tạo thành một lỗ tròn ngay trên màn hình và khi màn hình bật sáng, lỗ tròn của camera trước sẽ giống như một lỗ thủng trên màn hình. Điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tính thẩm mỹ của sản phẩm. Mới đây, Oppo lại vừa đưa ra một giải pháp mới để ẩn đi camera trước trên smartphone của mình, đó là giấu camera ngay bên trong màn hình của sản phẩm. Oppo đã cho đăng tải một đoạn clip ngắn trên trang Twitter của mình, cho thấy một chiếc smartphone với thiết kế không viền màn hình. Tuy nhiên, điều đặc biệt là khi kích hoạt ứng dụng camera trên sản phẩm Lập tức camera trước sẽ hiện ra ở trên màn hình để sử dụng. Với những ai đang tìm kiếm chiếc smartphone không tai thỏ, trải nghiệm màn hình hoàn hảo, hãy chuẩn bị kinh ngạc. Bạn đang chiêm ngưỡng công nghệ camera selfie bên dưới màn hình đầu tiên của chúng tôi, Oppo giới thiệu về đoạn video được đăng tải lên Twitter. Trong khi đó cũng như cùng thời điểm, một hãng smartphone Trung Quốc khác là Xiaomi cũng đã cho đăng tải một đoạn video ngắn trên trang Twitter chính thức của mình. Trong đoạn video này, Xiaomi đã cho thấy hai chiếc smartphone trong đó chiếc smartphone bên phải có thiết kế màn hình giọt nước để bố trí camera trước trong khi đó chiếc smartphone bên trái có thiết kế hoàn toàn không viền khi cô gái trong đoạn clip kích hoạt ứng dụng camera để sử dụng camera trước người dùng sẽ không thể nhận thấy được vị trí camera trước được xuất hiện trên chiếc smartphone bên trái này điều này cho thấy xiaomi đã ẩn giấu camera trước vào bên trong màn hình của sản phẩm bạn muốn lén nhìn một chút vào tương lai xin giới thiệu đến bạn công nghệ camera bên dưới màn hình Xiaomi tuyên bố cùng đoạn clip được đăng tải lên trang Twitter. Việc giấu camera trước vào bên trong màn hình cũng giống như kiểu thiết kế màn hình đục lỗ, khi camera trước được đặt trên màn hình, tuy nhiên công nghệ của Oppo và Xiaomi đã khắc phục được nhược điểm của màn hình đục lỗ đó là nội dung vẫn sẽ hiển thị bình thường trên ở vị trí đặt camera trước trên màn hình, thay vì chỉ hiển thị một lỗ đen như kiểu màn hình đục lỗ. Điều này sẽ khiến nhiều người không thể nhận ra được vị trí của camera trước đang giấu trên màn hình và sẽ chỉ biết được khi kích hoạt ứng dụng camera. Điều này sẽ giúp tăng tính thẩm mỹ trong thiết kế sản phẩm. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm Xiaomi và Oppo áp dụng công nghệ giấu camera vào bên trong màn hình lên sản phẩm thực tế, nhưng nhiều khả năng những chiếc smartphone được trang bị công nghệ này sẽ sớm được xuất hiện trong tương lai. Tê Thủy